Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media ngày 16 tháng 7. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Vào tuần tới, Tổng thống Séc Petr Pavel và phu nhân sẽ có chuyến thăm đến vùng Ihochesky. Ngoài cuộc gặp với các đại diện của khu vực, ông cũng sẽ có chuyến tham quan sân bay mới khai trương ở Planá hoặc tham gia buổi biểu diễn sân khấu tại khán phòng xoay ở Chesky Krumlov. Tại Dolní Vltavice ở Lipno, nguyên thủ quốc gia sẽ tìm hiểu về hoạt động của lực lượng cứu hộ dưới nước và huấn luyện chó cứu hộ. Chuyến thăm khu vực Ihochesky là hoạt động tiếp nối chuỗi các chuyến công du đến các khu vực. Lần cuối cùng Tổng thống thăm chính thức thủ đô kể từ khi nhậm chức, ông đã đến các vùng như Moravskoslezský, Liberec và Vysočina. Những chú chó cảnh sát thuộc giống chó chăn cứu Đức và Bỉ đã chọn chủ mới của mình trong số các sĩ quan cảnh sát đến từ các ban giám đốc khu vực và cảnh sát ngoại kiều. Cơ sở nuôi dưỡng chó của cảnh sát Séc nằm tại Pratskovice nad Labem là một cơ sở được chỉ định chuyên nuôi và huấn luyện chó cho cảnh sát. Khoảng 100 con chó con đã được sinh ra ở đây mỗi năm. Chúng được lựa chọn và nuôi dưỡng cẩn thận để trở thành bạn đồng hành và cộng sự của những người xử lý chó trong các đơn vị cảnh sát khác nhau. Hiện nay, những chú chó con này đã trải qua quá trình huấn luyện khắt khe, bao gồm cả khả năng âu yếm, xã hội hóa cao, vượt qua các đối thủ là các giống chó khác hoặc chiến đấu với anh chị em của chúng. Trò chơi ném bóng hay trò chơi đánh hơi cũng là một phần không thể thiếu, vừa mang lại niềm vui, động lực cho các chú cún cảnh sát, vừa giúp phát triển kỹ năng, sức chịu đựng và sự vâng lời của chúng. Viện Kiểm soát Dược phẩm Nhà nước đang cho thu hồi lô thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu Luxfen với lý do thuốc có thể bị nhiễm khuẩn và khi sử dụng có thể gây viêm trong mắt. Đây là loại thuốc được sử dụng khi bị giảm áp lực nội nhãn và chỉ được bán ra theo đơn của bác sĩ. Sản phẩm do công ty Bauchlom Island Limited sản xuất. Những ai đang sở hữu loại thuốc nhỏ mắt này có thể mang trả lại tại hiệu thuốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xóa khoản nợ vay thời sinh viên trị giá 39 tỷ đô la Mỹ cho hơn 804.000 người thông qua việc thay đổi kế hoạch trả nợ theo thu nhập. Bộ Giáo dục Mỹ cho biết những người vay sẽ đủ điều kiện để được xóa nợ nếu họ đã thực hiện tuân thủ kế hoạch IDR. Theo IDR, các khoản thanh toán này dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của người vay, bất kể tổng số nợ chưa thanh toán của họ là bao nhiêu, sau khi đạt đến ngưỡng 20 hoặc 25 năm, số dư còn lại của người vay sẽ được xóa. Cảnh sát New York, Mỹ thông báo bắt giữ Rex Herrmann, kiến trúc sư 59 tuổi, với cáo buộc giết nhiều phụ nữ trên bãi biển ở Long Island phía đông nam New York hơn 10 năm trước. Giới chức cho biết Herrmann bị bắt vì liên quan tới cái chết của ít nhất 4 phụ nữ sau khi thi thể của họ được tìm thấy từ năm 2010. Đây là những phụ nữ ngoài 20 tuổi, hành nghề mại dâm, được cho là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà của nghi phạm. Sau khi đối tượng này bị bắt, Herrmann hành nghề kiến trúc sư ở thành phố New York. Nghi phạm bị cảnh sát nghi ngờ vì sở hữu chiếc xe ô tô giống mẫu xe theo lời khai của nhân chứng. Đối tượng bị bắt sau khi cảnh sát đã đối chiếu ADN với bằng chứng thu được từ hiện trường. Truyền thông Mỹ đưa tin, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã tiến hành điều tra công ty OpenAI với cáo buộc nhà sản xuất công cụ chatbot ChatGPT vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng khi làm tổn hại danh tiếng và gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân của họ. FTC và OpenAI chưa phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, động thái này cho thấy đây là hành động pháp lý mạnh nhất đối với OpenAI, công ty khởi nghiệp được ông lớn công nghệ Microsoft hậu thuẫn trong bối cảnh các sản phẩm AI tạo sinh của công ty đã mê hoặc người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Song đi kèm với đó là làm gia tăng các mối quan ngại về những rủi ro tiềm ẩn. Đoạn video mô phỏng vụ nổ tàu lặn Titan đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau 11 ngày đăng lên YouTube. Video đã bắt đầu bằng giải thích, ở độ sâu gần 4.000 mét, nơi Titanic nằm dưới đáy Đại Tây Dương, có hơn 2.500 kg trên mỗi 6,4 cm² áp suất, tức là gần gấp 400 lần áp lực mà chúng ta trải qua trên mặt đất. Áp lực như vậy đã khiến tàu lặn Titan bị vỡ vụn trong vòng 1/1000 giây. Video cũng chỉ ra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Khi làm tàu ngầm, người ta dùng thép, Titan và nhôm để chúng không bị nghiền nát, nhưng Titan lại được thử nghiệm bằng sợi carbon. Theo các chuyên gia, các nạn nhân có thể đã biết về số phận của họ trong khoảng 48 đến 71 giây trước khi thảm họa xảy ra. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.